sách Abdia. Sự hiện thấy của Abdia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vậy: chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: các ngươi hãy dấy lên, chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân này đặng đánh trận với nó. Này, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước, ngươi bị khinh dễ lắm. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ngươi bị hủy diệt là thế nào? Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến ngươi, thì há chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ mà thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi, há chẳng để sót lại một vài buồng nho sao? Ê-sau đã bị lục soát là thế nào? Những đồ châu báu giấu kín của người đã bị khám xét là thế nào? Mọi kẻ đồng minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến nơi bờ cõi. Những kẻ hòa thuận cùng ngươi thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi. Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì đánh bẫy dưới ngươi, và người không có sự hiểu biết. Đức Giê-hô-va phán: trong ngày đó, ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Ê-đôm và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? Hỡi Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Ê-sau trong lúc giết lát. Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp mà ngươi sẽ mang hổ và bị diệt đời đời. Trong ngày người lạ cướp của cải nó, dân ngoại quốc vào các cửa thành nó và bắt thăm trên thành Jerusalem, thì trong ngày ấy, ngươi đứng bên kia, ngươi cũng như một người trong chúng nó. Ôi, chớ nhìn xem ngày của anh em ngươi là ngày tai nạn của nó. Chớ vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa. Cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Chớ vào cửa thành dân ta, đang ngày nó bị họa. Chớ nhìn xem tai nạn nó, đang ngày nó bị khốn khó. Chớ vồ lấy của cải nó, đang ngày nó bị họa hoạn. Chớ đứng nơi ngã ba đường, đặng diệt những kẻ trốn tránh của nó, và chớ nộp những kẻ sống sót sau cùng của nó trong ngày nguy nan. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước. Bây giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Phải như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thế nào, thì hết thảy các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy. Phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn, núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa, nhà Ê-sau sẽ là đống rơm mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn sót chi hết, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Những người ở phương Nam sẽ được núi của Ê-sau, những kẻ ở đồng bằng sẽ được người Philistin làm kỷ vật. Chúng nó sẽ được ruộng của Ê-phra-im và ruộng của Samari. Những người Benjamin sẽ được Ga-la-át. Những kẻ phu tù của cơ binh con cái Israel ở giữa những người Canaan sẽ được đất nó cho đến Sarepta. Những phu tù của Jerusalem ở tại Sepharad sẽ được các thành phương Nam. Sẽ có các kẻ giải cứu lên trên núi Si-ôn đặng phán xét núi Ê-sau. Còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va.